Mesotherapy, mesotherapy, mesotherapy là gì? Tiêm mesotherapy có tốt không? Mesotherapy bị lỗi, bị tai biến biểu hiện như thế nào? Xin chào, mình là Nguyễn Thu Hà, bác sĩ da liễu đã có gần 10 năm kinh nghiệm chăm sóc da thẩm mỹ, đào tạo spa, chia sẻ kiến thức tới các chủ spa, các bác sĩ trẻ và các cá nhân yêu làm đẹp khoa học. Mình có fanpage là Học Spa Cùng Bác Sĩ và group là Học Spa Miễn Phí Cùng Bác Sĩ. Mời các bạn tham gia cùng mình để chúng ta trao đổi kiến thức chuyên môn và kiến thức về chăm sóc da, làm sao để có một làn da luôn căng bóng khỏe mạnh nhé. Mesotherapy là phương pháp điều trị thẩm mỹ xâm lấn da tối thiểu, rất an toàn và ít tai biến, gồm tiêm trong da hoặc dưới da lượng nhỏ các chiết xuất thực vật tự nhiên, thuốc, vitamin hay những chất có hoạt tính sinh học khác để thúc đẩy đáp ứng sinh học và sửa chữa vùng da bệnh lý, vùng cần điều trị như là nám, mụn, sẹo rỗ và đặc biệt là mesotherapy trong trẻ hóa căng bóng da. Phương pháp được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá rất cao về hiệu quả và đã được FDA, Tổ chức Dược Mỹ phẩm Hoa Kỳ, chứng nhận về độ an toàn. Tiêm vi điểm mesotherapy có thể giúp chúng ta trẻ hóa da một cách toàn diện mà không mất thời gian nghỉ dưỡng này, không cần kiêng khem quá nhiều. Tuy nhiên thì cũng tương tự như các phương pháp thẩm mỹ nội khoa khác, dù an toàn nhưng tiêm mesotherapy vẫn có thể gặp phải những tác dụng phụ, và một trong số đó là tình trạng da bị sưng tấy, phù nề sau tiêm. Tiêm mesotherapy bị sưng là một triệu chứng thường gặp và sẽ xuất hiện trong vài ngày đầu sau tiêm, đặc biệt là da bác sĩ Hà cũng hay bị sưng lắm. Tuy nhiên thì sau đó nó có thể là tự mất mà không cần có những sự can thiệp y khoa nào khác. Điều này có nghĩa là tình trạng sưng sau tiêm mesotherapy là vô hại cho sức khỏe và nó không gây ảnh hưởng tới điều trị và hiệu quả điều trị. Để giảm sưng thì chúng ta có thể sử dụng đá lạnh để chúng ta chườm theo chỉ dẫn của chuyên gia hoặc các bác sĩ da liễu nhé. Tiêm mesotherapy bị sưng tấy là một dấu hiệu bất thường. Đó là khi vùng da được tiêm trẻ hóa bị sưng tấy và phù nề trong thời gian dài. Các triệu chứng nổi sẩn và cục cứng ở trên da xuất hiện, kèm theo đó là tình trạng đau nhức khó chịu. Tất cả những triệu chứng này là cảnh báo cho một việc bạn đã gặp biến chứng liên quan đến thủ thuật tiêm mesotherapy trước đó. Tình trạng tiêm meso bị sưng tấy, nổi nốt sần hay vón cục được biết đến là phản ứng u hạt. Tỷ lệ này xảy ra rất là ít thôi, khoảng 0,8% những trường hợp tiêm meso. Nhưng việc xử lý này thì rất là mất thời gian và kéo dài, mất công sức. Phản ứng u hạt được biết đến là phản ứng muộn của cơ thể đối với thủ thuật tiêm mesotherapy và là phản ứng mà gây nhức nhối nhất. Ba yếu tố làm gia tăng nguy cơ tiêm meso khi bị sưng và nổi hạt. Yếu tố thứ nhất đó là về phía khách hàng. Khách hàng tự ý mua sản phẩm và tiêm meso tại nhà mà chưa có sự thông qua của các bác sĩ hoặc chưa nắm rõ được thủ thuật tiêm meso và sẽ có nguy cơ bị sưng tấy và phản ứng u hạt nhiều hơn. Ngoài ra thì các yếu tố nguy cơ khác khiến cho gia tăng nguy cơ tiêm meso bị sưng tấy và nổi u cục bao gồm là người có đáp ứng miễn dịch hoạt động rất là mạnh mẽ, bị mắc các bệnh tự miễn, và khách hàng đang dùng thuốc trị yếu tố miễn dịch như là corticoid này và các thuốc điều trị bệnh về máu khác. Phản ứng u hạt ở những người bị suy giảm miễn dịch như là HIV thì sẽ tăng cao. Thường xuyên cử động hoặc là tác động vào vị trí tiêm meso, chẳng hạn như là chúng ta hay sờ nắn này, rồi là tác động trà sát mạnh lên vùng tiêm thì cũng có thể gây nguy cơ sưng tấy và phản ứng u hạt nhiều hơn. Yếu tố thứ hai về phía người thực hiện tiêm meso, đó là người thực hiện tiêm meso thì không có tay nghề chuyên môn này, không phải là bác sĩ và không nắm rõ được cái cấu trúc giải phẫu sinh lý của làn da, khiến cho thủ thuật tiêm không chính xác và dẫn đến hình thành nốt sần, vùng tiêm không đều, tiêm quá nhiều thuốc và không cân đối. Ngoài ra nữa thì lượng thuốc tiêm, tốc độ tiêm cần được điều chỉnh cho phù hợp, tránh những thủ thuật tiêm thô bạo nhé. Việc sử dụng quá nhiều thuốc hoặc tiêm quá nhanh đều có thể khiến cho tiêm mesotherapy bị sưng tấy, đau nhức nhiều hơn và tăng khả năng gây phản ứng u hạt. Đường kính của mũi kim tiêm và số lượng, độ sâu cũng như góc tiêm đều là yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ hình thành các nốt sần. Do đó các bạn nên sử dụng những kim tiêm chuyên biệt, ví dụ như là kim 32G hoặc là 34G.
Yếu tố thứ ba đó là gây tăng nguy cơ sưng và nổi sần sau tiêm là do sản phẩm tiêm meso. Lựa chọn sản phẩm tiêm meso kém chất lượng gây kích thích, gây phản ứng cho da, đặc biệt là chứa các thành phần có chất cấm gây hại cho sức khỏe, hoặc ví dụ như là sử dụng hyaluronic acid đường bôi và lại để tiêm vào trong da thì là không được nhé. Nếu không có sự am hiểu về sản phẩm thì việc tiêm mesotherapy sẽ không đạt được hiệu quả và tiềm ẩn rất là nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy cần xử trí như thế nào khi tiêm mesotherapy bị sưng và gặp phản ứng u hại? Đầu tiên thì tình trạng tiêm meso bị sưng nổi sần có thể nguy hiểm hoặc không nguy hiểm tùy theo mức độ thể hiện của nó, bạn cần đánh giá được. Nếu phát hiện có nốt sần xuất hiện muộn, tức là sau nhiều ngày sau tiêm, thì bước đầu tiên là bạn phải đánh giá tác động của nó đối với khách hàng. Nếu nốt sần có thể sờ thấy trong da nhưng không nhìn thấy được, tức là nó ẩn sâu ở trong da, thì với những trường hợp như thế này thì có thể để cho nốt sần tự tan, nhưng mà cần theo dõi sát sao. Trường hợp thứ hai đó là nếu nốt sần nổi rõ thì có thể cần sử dụng kháng sinh hoặc corticoid. Ngoài ra các bác sĩ có thể chỉ định cho khách hàng dùng thêm những thuốc khác hoặc thử hoặc là sẽ sử dụng các cái thủ thuật khác như là laser nếu như là các nốt sần là các biến chứng. Và quan trọng nhất là chúng ta cần phải phòng tránh được cái phản ứng sưng viêm. Và cách phòng chống các cái phản ứng sưng viêm tạo nốt sần đó là trong 24 giờ đầu sau tiêm thì các bạn hướng dẫn khách hàng vệ sinh da bằng nước sạch và sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm hoặc là tế bào gốc theo chỉ dẫn của các bác sĩ. Sau 24 giờ khách hàng có thể rửa vùng điều trị và dùng các sản phẩm đang sử dụng bình thường. Tiếp theo đó là sử dụng kem dưỡng da và kem chống nắng từ 24 đến 48 giờ đồng hồ ngay sau tiêm meso nhé. Nếu mà tiêm meso bằng hyaluronic acid, khách hàng sẽ cần tránh môi trường nhiệt độ cao này, tránh không xông hơi trong vòng 1 tuần sau khi sử dụng liệu pháp mesotherapy. Khách hàng cần tái khám và được phát hiện biến chứng sớm cũng như là đánh giá lại hiệu quả điều trị bằng thủ thuật tiêm mesotherapy. Và trên đây là một vài chia sẻ về tình trạng meso bị sưng, nổi sần và u cục. Nếu bạn đang có dự định làm đẹp bằng mesotherapy hoặc đang cảm thấy mình bị biến chứng liên quan đến mesotherapy thì hãy chủ động liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và đưa ra những hướng dẫn điều trị an toàn nhất nhé. Hãy subscribe vào kênh YouTube của bác sĩ Hà và để lại câu hỏi bên dưới phần bình luận để bác sĩ Hà có thể chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm trị liệu da liễu thẩm mỹ tới các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau.